Không đi đâu. Rồi, đó vậy đó, bỏ hết. Ghê giỏi lắm. Rồi, ba bơi đây đó, bơi cái đầu trước rồi bơi cái tiếp. Rồi, rồi tiểu. Cứ để lên đi, cứ để em lên. Chào cô chú anh chị và các bạn. Thì hôm nay cũng đã được 5-6 ngày rồi cả nhà. Đúng ra là 6 ngày đúng không? Thì hôm nay là chính thức ngày vợ Huy ra viện. Thì mọi người cũng đã xong một cái thử thách, một cái quá trình rồi. Bây giờ Huy dẫn cả nhà mình ra ngồi xe nha. Trải nghiệm xong rồi. Cứ để lên đi, cứ để em lên. Không sao đâu, có hai nằm thẳng là được, không sao. Đây bệnh đạo bà quay đi mọi người đó, đó thấy chưa, đội nón luôn, mồ hôi nó đổ xuống rồi nó sốt rồi, gấm phải chùm này lên cho nó hút này, cho nó hút mồ hôi vô. Bây giờ không biết cô hai đang nói gì ở ngoài sau nè, để ra quay cô hai coi thử cô hai nấu món gì ăn hôm nay nha. Wow, cô hai nấu gì đây? Canh cải thịt bằm, wow. Thịt ram. Đã dữ vậy ta. Thịt ram này là số 1 luôn nè. Canh cải này ăn mát. Wow, ở đây mình nấu than không cô hai không? À, nóng chưa? Ủa ngoài sâu này nóng ghê luôn. Làm không phải để lỗ thốn, trời được không? Có mùa gió mạnh ở đây. Mình nấu nghệ để mình uống luôn hả? Cho cái vết thương nó tốt quá. Dạ. Nhưng mà lành ở trong á, ở ngoài thì không nói, mà ở trong lại á. Dạ đúng rồi. Bởi mẹ có mua gừng không nghe cho xíu gừng. Mà thôi nóng là đừng uống gừng á. Dạ, được, mùa này nóng á. Này nóng, cái người ở vết thương nó còn máu nữa, nó còn trực đẹp. Chào cả nhà. Ây dạ. À, sáng nay thì Huy tranh thủ chạy đi về rồi mua mấy cái máng thức ăn nước để cho mấy bạn gà. Đây. Đây mấy em gà thì hôm qua mình mới đi bắt về được mớ này. Cái này mấy nước với thức ăn. Gà này thì nó được 1 tháng tuổi rồi mọi người. Có lòng cánh rồi rồi đây. Lòng cánh nè, mấy nó dạng lắm. Nó dạng kiểu như là đã thùng của người vậy á.
con này bị chà nhắt cái chân rồi, bị tập cái chân rồi. Hai con bị tập cái chân rồi. Đó. Con nào con lấy út nút. Nút uống nu rồi. Con gà này bị tập tợ với ta. Hai con. Chắc lúc ấp trứng á. Ấp trứng ra nó không có điều cái đèn á. Trời ơi. Hai con sợ. Hai con này nuôi lại coi sau này nó làm sao. Từ từ lớn lên nó cũng gì luôn. Cái hai con này phải giữ lại nuôi. Nuôi thử nó lớn luôn. Tại thường mấy con này nó sẽ bị mấy cái con kia nó lanh hơn rồi nó giành thức ăn. Tính ra là hồi đó nhà mình cũng nuôi gà nhiều lắm, nhưng mà một thời gian do trồng cây nữa cho nên là không có nuôi nữa, nó phá nó bự quá. Bây giờ thì mới quyết định là mình rào khoanh cái khu vực lại luôn, tận dụng cái khu đất trống ở nhà mình á, chứ không có bỏ phí được. Mình mới xây mình làm lại để nuôi thêm một ít gà để có cái mình trang trải hàng ngày đó. Thì mình mới chạy xuống phía dưới kia tìm một cái chỗ lò mà người ta hay ấp gà nữa, mình đặt mình mua lại. Có những cái con gà nó cũng khá lớn à. Mấy hôm giờ cô chú anh chị thì Huy cũng ở nhà bận bịu lo chăm sóc vợ với lại con. Thì cũng được bà ngoại phụ với lại cô nữa đó, phụ là chăm sóc này kia nọ, cho nên là nói thật sự là Huy cũng muốn ra video cho cả nhà xem, cũng muốn quay chia sẻ bé như thế nào, nhưng mà thì thật sự không có thời gian luôn mọi người. Quay thì quay được á, nhưng mà điều mình quay nhiều nó cũng không hay. Thì hôm nay á mọi người, Huy sẽ gọi xe lên để chở vợ mình đi xuống bệnh viện để tái khám xem thử là cái vết mổ nó như thế nào. Thì rất là sợ cái vết mổ á mọi người. Vết mổ mà mình không có kỹ á là khả năng nó bị nhiễm trùng là rất là nguy hiểm, thì mình càng vất vả thêm nữa. Đó thì tại mấy hôm giờ là cái tình hình á là cái chỗ may chỉ á mọi người nó hơi sưng tấy lên và nó cũng có mủ. Cho nên là hơi phải chở đi xuống bệnh viện để siêu âm xem như thế nào. Ở trên đây là mình có mới bắt được cái đèn năng lượng mọi người, là chiếu qua. Tại mấy hôm bữa là ở trên nhà trên đây này, nghe nói là mới bị bắt trộm gà. Mình mới chuẩn bị làm chuồng gà mà nghe tin mất trộm gà, không biết nuôi tới đâu đây. Cũng hơi sợ nha. Chào cô chú anh chị. Thì chiều nay hai cha con đang tính làm cái rào để chuồng gà mình phân khu lại á. Thì mình cũng cùng với vợ với lại mẹ nữa là đi xuống với bệnh viện để khám cái vết thương á mọi người. Thì rất là may mắn luôn, cứ tưởng là mấy hôm giờ khi mà về đây xuất viện được, tính ra là 3-4 ngày nay rồi, cứ nghĩ rằng là cái vết thương nó bị nhiễm trùng, rất là sợ, ai cũng lo hết, cho nên là mới bắt xe xuống tái khám lại xem như thế nào. Thì kết luận là bác sĩ nói là không có sao, chỉ là nó viêm cái đầu chỉ chút xíu vậy thôi, chỉ cần nặng cái phần dịch với mũ ra là nó sẽ bớt lần. Thì Huy cũng nhờ một người cô y tá cũng lên để làm vệ sinh đó mọi người. Đó thì cũng nói chung là cái gì mình cũng phải kỹ chút xíu, tại vì khi mà sanh mổ á, nó có nhiều rủi ro lắm. Cả nhà mình ai mà đã từng trải qua cái việc mà sanh mà mổ như vậy thì cũng biết rồi ha. Thì lý do vì sao mà hôm nay Huy có mặt tại nhà và vì sao mà lúc trước á, trước khi sanh là Huy nói là sau khi sanh là chuyển vào trong trọ để ở, đúng không mọi người? Thì mọi người biết sao, cái ngày đầu tiên mà khi xuất viện về, sau 6 ngày ở trong bệnh viện về á, khi mà về đến phòng trọ là lúc đó là tầm 11 giờ trưa về đến phòng trọ. Mấy mẹ con ở lần đầu thì thấy rất là bình thường nha,
đi ra đi vô thì thoải mái, rồi ăn uống, rồi tâm sự nói chuyện rất là vui. Nhưng mà đến lúc tối lại là một cái vấn đề, tại vì cái vách trọ nó trực tiếp với ánh sáng mặt trời, nó chiếu thẳng trực tiếp luôn. Khi mà buổi trưa cho đến chiều là bắt đầu là nó hấp thụ nhiệt, bức tường nóng lên thì mình cứ nghĩ là tối đến thì nó sẽ hạ nhiệt lại thì nó sẽ mát mẻ, nhưng mà không, nó càng nóng hơn nữa, nóng ghê gớm nguyên một đêm luôn. Huy sẽ cho cả nhà mình xem một đoạn ngắn về cái đêm đó. Sau một tháng rồi mọi người, bây giờ tụi mình đi về, vợ chồng vợ con chuẩn bị gom đồ đi về. Đó mọi người thấy không, ai cũng ngồi nhìn nhau cười thôi mà, thức nguyên cái đêm, đến nỗi ra em bé cũng không có ngủ được luôn. Nói chung là những cái gì mình đã làm rồi, mình đã quyết định rồi thì mình chấp nhận, và khi mình thấy cái gì hợp lý thì mình làm đó. Thì sau khi mà trải qua một gọi là trải nghiệm 24 giờ tại phòng trọ thì cảm giác đó là chắc không được, tại lúc trước là do nước máy nó ra, phải như mà nó ra sớm chút xíu nữa là mình còn có thể là quyết định lại. Còn cái này mình đã đặt cọc người ta rồi, đã thuê rồi, bắt đầu cái 3 ngày sau nước máy nó ra, bực mình không mọi người, trả lại thì mất cọc. Thì cái thời gian đó thì mình cũng đâu có ở trong phòng trọ đó đâu, cho nên là cũng không có cảm nhận được cái cảm giác nó như thế nào, chỉ là đến chơi ăn uống rồi về thôi chứ không có ngủ lại đó. Sau ở rồi mới thấy cảnh thật sự là, thì mình biết là hiện tại là khán giả cũng có khán giả nói là nói rồi không nghe đó, mình biết chắc chắn luôn. Ở trong cái nào hợp lý thì mình làm thôi mọi người. Về đây thì điều kiện thì có đầy đủ rồi, nước máy thì mình cũng thực sự là xài ké thôi mọi người, xài ké thôi, tại vì cái số tiền mà để kéo nước máy nó hơi cao á, cho nên là Huy chưa có thể nào mà bỏ ra để mình làm được đó. Thì hiện tại thì xài ké, Huy nói thật sự với mọi người luôn, hiện tại xài ké. Và một điều nữa đó là mẹ vợ phải bỏ công việc ở căng tin á, làm trong căng tin trong nhà trường á, về nhà Huy một tháng để lo cho vợ đó. Và Huy có nhờ cô hai nữa, thì cô hai thì Huy cô hai nuôi đẻ cũng nhiều rồi, cô hai đi nuôi đẻ thuê, cho nên là Huy cũng trả cái số tiền cho cô hai nuôi thì cũng như người ta thôi đó. Thì Huy nói chung cũng tính cho con với vậy cho vợ thôi, chứ còn mình thì cái công việc hàng ngày mình làm đó với ba này cứ vòng vòng đó mọi người. Và cái video của Huy mấy hôm giờ cả nhà mình cũng thấy Huy ra ít video, mà tại vì cái công việc nó nhiều quá mọi người, công việc ở nhà nhiều này, rồi xong lo chạy ra chạy vô vợ nữa, vì cái vết mổ đau quá là mình phải dìu dắt hàng ngày. Đó, rồi nấu ăn nấu uống rồi có cô lo, rồi mình phụ, rồi đi chợ rồi làm những cái công việc xung quanh, nhiều thứ lắm luôn đó. Thực sự là khi mà mình trải qua rồi mình mới biết là có nhiều thứ phải lo đến như vậy. Thì sắp tới là khi mà cái tình hình ổn định rồi á thì Huy mới bắt đầu làm lại video, rồi làm lại YouTube sao cho nhiều video cho cả nhà mình xem. Còn mà quay hình ảnh cháu nhiều quá thì không được, cả nhà mình thông cảm đi, thông cảm Huy. Hôm nào thì Huy quay hình ảnh của cháu cho rõ ràng. Hôm nay thì cũng dẫn cháu đi xuống bệnh viện khám luôn. Khám mắt của cháu thì bị ghèn á, do tay mình nhát tay rửa quá, mình không có rửa kỹ được, cho nên là xuống đó sẵn tiện nhờ mấy cô y tá rửa sạch sẽ luôn, về nhỏ thuốc á. Thì bây giờ thì nói chung là ổng cũng cứ đói á, la xong rồi ăn xong rồi ngủ thôi mọi người. Đó thì nó cũng nói chung cũng dễ mà cũng khó, đúng giờ đúng giấc thì nó là được.
Huy tính là lấy cái tên Gigi để đặt cho cái tên thường ngày cho cháu. Không biết mọi người có thấy cái tên đó dễ thương hay không thì cả nhà mình để lại bình luận nha. Thì lấy luôn cái tên lúc trước mà Huy hay kêu Vi, kêu vợ Huy là kêu là Gigi á, thì cũng thấy cái tên nó hay thôi thì đặt cho con trai của mình luôn. Cái tên đó là tên ngồi thôi nha mọi người, cái tên là gọi hàng ngày thôi. Còn cái tên mà hồi trước thì có một cái video thì đặt tên cho con á là tên Phúc á. Đấy thì cả nhà chắc nếu mà xem video đó thì cả nhà sẽ hiểu. Thì chắc là hôm nay á mình chia sẻ sơ sơ vậy thôi. Giờ cũng trễ rồi thì không có thể nào mà làm cái ẩm thực thì chia sẻ nó hoàn thiện được, thì cả nhà thông cảm nha. Có thể là mình cứ quay một hai đoạn video ở trong nhà nấu ăn như thế nào, hai con làm tới đâu á. Bây giờ thì xin mời mọi người hãy tiếp tục theo dõi thêm chút xíu video nữa nha. Cảm ơn tất cả cô chú anh chị rất là nhiều luôn. Chúc mọi người thật là nhiều sức khỏe. Nhưng mà đừng quên để lại cho Huy một like, một đăng ký nha. Xin chào tất cả mọi người. Tận dụng hết đất hết cỡ luôn rồi cả nhà. Kia là mình làm ao kìa, ở kia cũng ao, là ở đây là chuồng này. Đó. Ở đây. Còn bên đây là cái vườn mai. Bên kia là cái vườn siro, siro như mình thì có bông rồi. Dẫn mọi người qua xem. Để mọi người xem. Cây siro này tính ra là nếu như người ta trồng là lâu lắm, nhưng mà không biết tại sao là nhà mình trồng mới có 8 tháng thôi mà đã ra bông rồi mọi người. Đây này, đó, ra bông rồi. Này, đó, nhiều lắm luôn. Cây nào cũng có sao. Đó, bông cây chùm luôn. Nó đụng xuống là biết nó có độ, nó chùm còn nha. Núng, nó còn núng đây nè. Đây, bên này. Bên này là mình mới biết được này. Khi mà nó rụng á, mọi người chờ. Chờ đi. Nó ra. Là nó mới bung ra đây, nó mới bung ra cái trái nhỏ này. Đó. Chứ mà khi mình thấy rụng xuống mình cũng không biết là nó đậu hay không đâu, nhưng mà khi mà nó bung cái đó ra là mình mới biết là chắc chắn mà. Nếu mà giữ lại được cái cuốn đó là chắc chắn đậu. Cái cuốn nó không. Còn mà rụng luôn cái cuốn á là nó rụng luôn trái. Đó, cái này mình xài hữu cơ thôi nha mọi người. Cây này là cây mình làm hữu cơ nha, phân bò với lại trấu, phân gà rồi dưới đây. Làm hữu cơ đó cho cái cây nó có cái độ bền nó cao với lại mình an toàn nữa. Bông hết là bông này. Đó. Còn bên đây. Mấy cái bông này đẹp quá, rõ rực luôn á mọi người, đây, rực rỡ luôn nha. Còn tiếp theo thì bên đây chia sẻ luôn cả nhà luôn, cho hôm nay chia sẻ vườn thôi, chia sẻ vườn em nha mọi người. Đây, bữa nhà mình đây 4 cây là ba mình hôm bữa là có mua mấy cái bọc để bao, thì ba mình đặt mua 100 cái bọc, 100 cái túi vải như thế này để bao trái, thì cả nhà mình biết rồi đó, bao hết luôn, thì mọi người chỉ cần biết là 100 cái bọc là bao hết là đúng 100 trái rồi đó. Nhưng mà chưa nha, chưa hết đâu nha. Này vẫn còn này. Vẫn còn trái này. Vẫn còn trái chưa bao rất là nhiều đó mọi người, nhìn kìa. Chỉ có 4 cây thôi nha. Chỉ có 4 cây thôi mọi người. Thì mọi người biết nếu như mình trồng tầm 10 cây thì sao. Đó, trái rất là nhiều luôn. Cái đợt này là trái nhiều lắm luôn cả nhà. Ở trên còn nữa kìa. Đó, cả nhà mình thấy trái đã chưa. Chung là cây cũng nó hiểu được tâm lý của mình lắm. Mình chăm sóc nó tốt, mình thương yêu nó thì nó sẽ cho mình một cái kết quả tốt, nó sẽ đền đáp được cái công sức của mình thôi. Nhưng mà ở nhà không có bán á mọi người. Ở nhà thường là khi mà nó chín á cho bà con của bác thôi, gia đình mình thôi, nội ngoại đó.